Sáng sớm các bạn, 7 giờ mấy. Ông ra dựng thang cho ông xin, ông leo lên trên cái mái nhà nữa. Sáng giờ này chưa có gió. Nhìn yên tĩnh các bạn. Có chiếc tàu nó về tới kìa. Ở đây người ta câu cá, thích câu cá ghê luôn. Có người thơ câu tới sáng đêm luôn. Nhất là ngày cuối tuần à, sáng à, là ra là đầy nhóc luôn. Nó không có về, nó ở đó nó câu cá luôn. Tới thui mới sẽ thấy được câu. Sáng ngắm biển, ngắm hồ, ngắm tàu, ngắm xe, ngắm người qua lại. Nhà này mình thích nhà này hơn nhà hồ. Nhà hồ nó buồn hơn, ở biển nó đẹp. Nhà hồ nó vắng tên à. Đây cái thú của mình, đã thú câu cá. Đây mấy con chim á. Ở đây mà có tàu ngắm á, là thích lắm các bạn. Thường qua Mỹ á, này muốn ngắm tàu thì đâu phải dễ đâu. Tàu nó về rồi. Nó thường ở ngoài ở khê đì ở gì hồ nào quên rồi ta. Ngay chỗ nó cũng có hồ nhưng mà tàu bườm nó nhiều hơn. Chứ không mấy tàu chở hàng này là không có. Này ngay cái bến tàu á, cái công ty đồ nó nhiều á. Nhà tàu này chở container nè, xuất hàng nè, dẫn đi về. Nhìn nó đẹp. Giờ có chỗ người lướt ván rồi. Có người lái tàu ra ngoài đó chơi. Người lúc cũng có cái gì mà kêu là cái gì ta ở trên mà nó nha. Nó kêu là cái gì? Không biết nó gọi là cái gì mà nó bay bay ở trên đó. Không phải dù. Nhiều người ta thích phơi nắng, người ta ra ngoài đây nè. Người ta vừa câu cá vừa phơi nắng bằng đầu kia bikini. Nhiều lắm. Như tuần nào cũng có. Giữa tuần thì nó không bằng cuối tuần, giữa tuần cũng đông. Nhưng không có đông nghẹt nữa. Thôi mấy con chim này nó kêu lãnh lót luôn. Đây biển thì nó hay có bị lục. Lục lên dữ lắm. Hôm lúc trước cho hai chồng mày mướn cái đường ở dưới á, nó cũng bị lục quá sình không. Bà kêu nguyên xe, nguyên xe đá đổ mấy trăm á, 500 hay 600 gì á. Gần hồ gần biển hay bị lục lắm các bạn. Đó, cây nó mau mục. Nước biển mặn nè. Mình sửa nhà mà sợ trời nắng nóng rồi chết. Bọn áo dài tay, bịt khẩu trang, đội nón. Còn họ thì đàn ông thì ở trần, đàn bà bằng bikini. Đẹp quá trời. Có bên nhà có mấy cây dừa nữa nè. Mấy cây dừa nhìn nó đẹp. Ở bên nhà bên đó có cho người thuê các bạn. Nó cho thuê từng. Thuê cuối từng. Cái nhà sát bên của ông
ông mà sửa cột á, nó cũng cho thuê. Nhưng mà cho thuê cứ như kia thuê cuối tuần thứ bảy chủ nhật chắc bị hư nhà hay là dơ dữ quá là sao. Giờ ông cho thuê, ông cho thuê tuần nguyên tuần luôn. Nhà mà cho thuê á, cho thuê cuối tuần thứ bảy chủ nhật á các bạn, nó nếu mà có khách á nó ngon lắm. Chỗ có nhiều cái nhà lớn mắc á, tháng thứ 2.000 á, tuần á 1.000, 2.000 á. Bởi vì người ta đi là đi nguyên gia đình á, đông lắm, chứ không phải đi một gia đình đâu, đi đông á, đi hơn cả chục người á. Tại ở khách sạn á, ở khách sạn cũng mắc rồi, một đêm hết mấy trăm rồi. Một đêm mấy trăm mà đâu có được bao nhiêu người đâu. Thì nó xa biển, nó không có gần biển. Còn ở đây tuy nó mắc nhưng mà nó gần biển, ngắm biển đẹp hơn. Mà nhiều người được ở, cả chục người đổ lên. Ba trên mái nhà, ba sửa nhà trên mái nhà cho anh á. Lát ba xuống. Bên đó bà đứa con gái, bên đây bà đứa con trai. Mà thấy ba đứa con gái người ta thấy ngoan rồi, không có quậy phá. Còn ba đứa này trời đó, nó quậy như là cái gì. Con gái nhìn dễ thương à. Nếu mà có khách ở nhà mà cho mướn tuần nó ngon hơn cho mướn tháng. Nhưng mà phải dọn dẹp chứ hả, mà để dọn đi là bắt đầu mình phải tới người dọn. Nhà Việt Nam ở đây là nó đưa vô chơi cái công ty á, mỗi tháng á là nó ăn nhiêu tiền á, nó có người tới dọn dẹp luôn. Còn mà tới nếu mà tự mình á cho thuê á thì mình canh nó đi ra nó trả phòng, cái mình chạy lên mình dọn dẹp lấy công làm lời. Mà hiếm nó khi nào được đắt, thường có mùa hè mới đắt các bạn. Đây là nhà của mình đây các bạn.